Vâng, xuống sữa rồi đi làm nhá. Alo, anh đây. Anh đã bảo đừng gọi cơ mà. Anh đã bảo rồi. Khách hàng ấy rất là khó tính, nên là em đổi hướng tiếp cận đi. Em uống sữa đi, anh vừa pha đấy. Em xin. À mà ai gọi cho anh đấy? Cái Trang nhân viên phòng anh mà, nó hỏi chuyện công việc. Chồng em làm trưởng phòng cũng vất vả lắm cơ ấy. Yêu vợ. Thôi, em đi làm đây. Hôm nay em ký hợp đồng với đối tác lớn đấy. Em đi nhá. Anh đây. Cái gì? Đang trên đường đến nhà anh á? Anh! Sao đến đây? Không sợ vợ anh biết à? Em mặc kệ, em chỉ muốn gặp anh luôn thôi. Thôi, đi về chỗ em đi. Có gì tí nữa anh qua đấy rồi nói. Không, anh! Em có thai rồi. Cái gì? Em vừa nói cái gì? Anh xem đi. Sao lại thế này? Cô gái tôi đúng không? Chúng ta nói với nhau là chỉ là quan hệ vui chơi thôi, không để lại hậu quả cơ mà. Nhưng mà em yêu anh. Em chỉ muốn được làm vợ của anh thôi. Anh này, hay là mình có con với nhau rồi, anh bỏ vợ anh đi, anh cưới em được không? Cô bị điên à? Tôi với cô đã nói với nhau là chỉ là quan hệ vui chơi, không để lại hậu quả. Tôi sẽ giúp cô trong công việc. Tôi không bao giờ bỏ vợ con tôi để theo cô. Anh! Tiền đây. Cô đi về, xử lý ngay cái thai này. Anh! Nào! Anh Minh! Anh Minh! Anh Minh! Anh Minh! Hello. Tôi không thể phá thai được. Nếu anh không cưới tôi sẽ nói cho vợ anh biết chuyện của tôi với anh. Không được nói. Cô không được nói, hiểu chưa? Tôi bảo với cô rồi, tôi với cô chỉ là qua đường thôi. Cô phá ngay cái thai đi. Tôi không thể bỏ vợ con tôi theo cô được. Cô hiểu chứ? Anh nói cái gì cơ? Tôi... Em nghe anh giải thích. Anh yêu em. Còn chuyện anh với Trang chỉ là qua đường thôi. Anh sẽ bảo cô ấy xử lý cái thai. Cho anh giải thích. Tôi không ngờ anh lại khốn nạn như thế đấy. Anh xin em. Bỏ qua cho anh xin em. Bỏ qua cho anh nhé. Leo